thị trường sắn đã có những chuyển biến tích cực. Khi mà theo thông tin từ Cục Xuất Nhập Khẩu thuộc Bộ Công Thương thì hiện nay nhu cầu nhập khẩu sắn và tinh bột sắn đang tăng cao từ thị trường Trung Quốc, thị trường lớn nhất của sắn Việt Nam. Vậy thì anh Hoàng Dương có thể lý giải nguyên nhân vì sao mà tại thời điểm này Trung Quốc lại tăng nhập khẩu sắn cũng như tinh bột sắn ạ? Thưa chị Hoa, là ngoài sản xuất ethanol thì Trung Quốc cũng tăng cường nhập khẩu sắn thời điểm này để làm sao mà chế biến thức ăn chăn nuôi, nhất là trong cái bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi đang bị tăng cao bởi ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraine. Hiện thì hơn 95% lượng tinh bột sắn của Việt Nam được sản xuất, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, hơn 65% sản lượng xuất khẩu theo hình thức tiểu ngạch, giao hàng qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Quảng Ninh hay là Lào Cai. Do nhu cầu tăng cao nên từ cuối tháng 3, giá sắn lát có xu hướng tăng trở lại tại hầu hết các tỉnh. Giá tinh bột sắn thành phẩm tăng từ 100 đến 200 đồng 1 kg. Lũy kế 3 tháng đầu năm nay thì xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước tính đạt 970.000 tấn, trị giá 420 triệu đô la Mỹ, giảm 0,6% về lượng nhưng mà tăng gần 16% về trị giá so với cùng kỳ của năm ngoái. Theo tôi được biết thì ngoài sắn của Việt Nam, Trung Quốc cũng nhập khẩu cả sắn của Lào hay là của Thái Lan nữa. Vậy thì so với các nước này thì thị phần sắn của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc là bao nhiêu ạ? Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam của chúng ta đang chiếm khoảng 26%, tức là khoảng 1/4 tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Và để đáp ứng nhu cầu của thị trường này thì hiện cả nước có khoảng trên 500.000 hecta, trong đó vùng Tây Nguyên dẫn đầu với hơn 170.000 hecta trồng sắn. Thời gian gần đây, mặc dù chi phí vật tư phân bón tăng cao, dịch bệnh khảm lá do virus trên cây sắn còn diễn biến phức tạp, khiến việc duy trì cây trồng chủ lực này gặp không ít khó khăn, nhưng mà giá sắn tăng cao thời điểm này cũng là một trong những tín hiệu đáng mừng cho nhiều bà con trồng sắn. Năm ngoái, mặc dù thời tiết nắng hạn rồi mưa bão thất thường khiến năng suất cây sắn giảm mạnh, song hiện nay giá thu mua sắn trên thị trường đang ở mức cao, đã giúp cho nhiều hộ đồng bào vùng sâu Tây Nguyên có thu nhập ổn định. Giá mì năm nay được hơn mọi năm, được có giá hơn. Xe mì đây tầm cỡ 90 bao, tầm 4 tấn, lợi nhuận được hơn mọi năm. Tây Nguyên có diện tích trồng sắn, tập trung tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Kon Tum. Trong đó Gia Lai là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích với hơn 80.000 hecta. Tuy nhiên, hầu hết cây sắn được canh tác tại địa bàn vùng sâu, ở địa hình đồi dốc cao, giao thông đi lại khó khăn, nên chi phí vật tư và công vận chuyển rất cao. Chi phí cho một hecta khoảng độ 35 triệu, chưa tính cái tiền thuê đất. Và cái bán ra thì khoảng được độ 55 triệu, chỉ thu nhập được khoảng độ 20 triệu. Tây Nguyên là một cái vùng diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước, tuy nhiên là cái số lượng nhà máy là chỉ có 20 nhà máy. Thì đây là một cái nó còn bất cập. Cần sự lưu ý của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn á, tạo điều kiện tốt để mà cho là xuất khẩu qua châu Âu, để chúng tôi tham gia và chúng tôi cùng phát triển kinh tế. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con không mở rộng diện tích mà tập trung đầu tư thâm canh, sử dụng giống sắn sạch bệnh để phát triển bền vững cây trồng chủ lực này. Năm 2021 thì xuất khẩu sắn đạt gần 2,9 triệu tấn, trị giá gần 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy là cây trồng tỷ đô, nhưng những năm qua việc phát triển vẫn chưa thực sự bền vững, liên kết giữa sản xuất và chế biến còn nhiều điểm hạn chế. Mới đây tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức một hội nghị cùng với các tỉnh trọng điểm trong việc trồng sắn, đi sâu tập trung phân tích đánh giá tổng quan về thực trạng sản xuất, xuất khẩu, cũng như đề ra những giải pháp chiến lược để phát triển bền vững cây trồng này. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu sắn đứng thứ hai trên thế giới sau Thái Lan. Hiện nay, cả nước có 120 nhà máy chế biến tinh bột sắn quy mô công nghiệp, tổng công suất thiết kế 11,3 triệu tấn củ tươi trong một năm. Tuy nhiên, thời gian qua, các vùng nguyên liệu sản xuất chưa được gắn kết chặt chẽ với các nhà máy chế biến, dẫn đến bất cập, nơi thừa nguyên liệu nhưng thiếu nhà máy và ngược lại. Với cái quan điểm là chỉ phát triển sắn ở những cái vùng có lợi thế gắn với các nhà máy chế biến, song song việc đấy thì sẽ đặt hàng các cơ quan nghiên cứu, tạo ra những cái giống sắn mới có năng suất cao, đồng thời ban hành quy trình canh tác để làm sao đảm bảo tận dụng tối đa, phát huy tối đa hiệu quả cái năng suất. Dư địa phát triển cho ngành sắn là rất lớn, cả thị trường xuất khẩu lẫn thị trường trong nước. Bởi hiện nay, tiêu thụ sắn và sản phẩm sắn trong nước chỉ chiếm khoảng 30%. Trong khi đó, nước ta lại phải nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, gia súc, nguyên liệu dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Hiện nay chúng ta đã có một cái hệ thống nhà máy chế biến đã tới 120 nhà máy. Chúng ta cần rà soát lại đấy các cái số nhà máy ở từng vùng
để cho nó hợp lý giữa cái nhà máy và vùng nguyên liệu. Thêm nữa chúng ta phải đổi mới công nghệ để đặc biệt là tăng cường chế biến sâu. Như Tây Ninh, người ta không phải là chỉ chế biến tinh bột, vẫn còn dùng những để làm nhiều các cái sản phẩm khác nữa. Thì cái vai trò của Hiệp hội Sắn và các doanh nghiệp cần phải mạnh hơn nữa. Chúng ta cùng phải chung với bà con nông dân từ cái khâu tuyên truyền phổ biến kỹ thuật trồng, rồi là liên kết ngay từ đầu trong quá trình tổ chức sản xuất. Tinh bột sắn của chúng ta là nó đã đủ đảm bảo những cái tiêu chuẩn xuất đi thị trường châu Âu được. Nó hội đủ những tiêu chuẩn của FAO, nhưng vấn đề đặt ra sang thị trường châu Âu, cái thứ nhất là hàng hóa rõ ràng, trồng ở đâu. Thứ hai nữa, nó cũng yêu cầu khắt khe về mặt chất lượng. Không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo, mà đã có địa phương như Tây Ninh giúp người dân làm giàu từ cây sắn. Vì vậy, hướng đến chất lượng để nâng cao giá trị thông qua công nghệ chế biến sâu cũng là định hướng của ngành nông nghiệp trong phát triển bền vững cây trồng chủ lực này. Từ đầu năm nay, thì Trung Quốc đã trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, nên sản phẩm xuất khẩu không đạt được tiêu chuẩn của các thị trường thành viên RCEP sẽ không chỉ đối diện với việc là mất thị trường, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng tới cả một ngành sản xuất. Do đó, Bộ Công Thương khuyến cáo từ các doanh nghiệp xuất khẩu sắn cần chuyển mạnh sang sản xuất theo hướng chính ngạch. Mặt khác, cần tiến hành rà soát lại quy hoạch vùng trồng và tổ chức lại sản xuất để sản phẩm sắn của Việt Nam phải là sản phẩm sạch, đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường này.